Lần đầu con tham gia thiền nên vẫn chưa theo dõi hơi thở được. Nhưng con ngồi lâu hơn và không mỏi như hôm qua. Sư cho con hỏi về nhà con nên tập ngồi thiền tối thiểu bao lâu một ngày? Về nhà thì quý vị theo dõi hơi thở được lúc nào hay lúc đó. Ví dụ ha, bây giờ trong lúc mà mình ngồi không, ví dụ như ngồi nghỉ mệt, mình có thể theo dõi hơi thở. Trong cái giờ mà nghỉ giải lao vừa ăn cơm xong, thay vì mình cầm điện thoại lên mình lướt web thì mình theo dõi hơi thở. Quý vị có thể ngồi ở cái tư thế hết sức thoải mái bình thường, ngồi giữa lưng, ngồi gác chân bình thường, theo dõi hơi thở. Rảnh lúc nào buông ra một cái, theo dõi hơi thở liền lúc đó. Còn nếu như quý vị mà cố định thì cũng được, nhưng mà nó sẽ lui sụt dần. Hơn nữa thì có một cái như vậy là suy nghĩ là mình nên tránh. Tức là mình hành thiền mà giống như là mình cu chiên giống trống, mà mình thông báo cho mọi người biết là tôi đang hành thiền để yên cho tôi hành thiền. Nên tránh cái đó. Mình nghĩ là hay chứ chưa chắc nó đã là hay. Mình theo dõi hơi thở, mình hành thiền cứ như bình thường, cứ ngồi bình thường. Đôi khi mình, ví dụ như mình ngồi cái ghế đá công viên, hoặc là mình ngồi cái chỗ nào mà nó yên tĩnh, mình theo dõi hơi thở bình thường. Sư thấy đợt sư đi xe, sư thấy một cái anh bảo vệ mà anh ngồi, anh xếp chân đặt hai tay lên đầu gối, anh ngồi. Sư hỏi chi? Anh hành thiền, anh chui vô góc, anh ngồi ngay giữa đường, giữa xá, anh chi? Anh thông báo cho người khác biết tôi đang hành thiền. Mà cái nhiệm vụ của anh là nhiệm vụ đang bảo vệ, mà anh chơi anh ngồi thiền, ai bảo vệ xe, hiểu không? Cho nên á, mình tu cho nó nhẹ nhàng, đừng có khu chiên giống trống để cho người khác giống như cái kiểu là cách xa tôi ra, đừng có đụng vô tôi. Còn đương nhiên nếu quý vị có được cái thời gian tu xếp được thì tốt, thời gian thì tùy mỗi người. Rảnh lúc nào thì thực hành.